Theo Bộ Y tế, những ngày qua, số lượng ca F0 ghi nhận được luôn ở mức cao hàng ngàn ca mỗi ngày. Vì thế, hệ thống y tế tuyệt đối không được để tình trạng quá tải tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị phương án sẵn sàng cho kịch bản xấu. Đây là nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra tại trụ sở chính phủ. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, đợt dịch này Việt Nam ghi nhận biến chủng Delta có khả năng lây lan rất nhanh tại 58 trên 63 tỉnh thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam đang có diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng do dịch bệnh đã lây lan ra cộng đồng, với các chuỗi lây nhiễm, ổ dịch chưa xác định được nguồn lây. Để đảm bảo trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để chống dịch, Bộ Y tế đã lên phương án đàm phán trực tiếp để mua test từ các nhà sản xuất nước ngoài và thúc đẩy sản xuất trong nước. Đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, đàm phán mua máy móc, phục vụ điều trị và hồi sức cho bệnh nhân COVID-19. Đối với cái trang thiết bị nó đòi hỏi một cái rất là lớn. Lần này nó không như lần trước, báo cáo chính như vậy. Lần trước thì chúng ta nó ở mức độ rất là vừa phải. Khi chúng tôi tính toán là trên 100.000 là chúng tôi lúc đây đã phải dừng rồi, không tính toán nữa. Nhưng lần này chúng tôi đã tính đến từng kịch bản và Thủ tướng Chính phủ như đồng chí Vũ Đức Đam đã đồng ý theo phương án đã chuẩn bị cho kịch bản 200.000. Trên cơ sở đó thì chúng tôi tính toán là chúng tôi đã đưa ra cái kịch bản là phải mua và mua trực tiếp, đàm phán trực tiếp từ những cái nhà sản xuất. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tình hình dịch diễn biến khó lường, Bộ Y tế đã chủ động các phương án cho tình huống xấu để chủ động hơn trong phòng chống dịch. Song song với đó, các địa phương cũng cần phải bám sát diễn biến để có giải pháp kịp thời, đồng thời kêu gọi người dân tin tưởng, đồng lòng cùng chính quyền quyết tâm chống dịch. Tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, đặc biệt là ở Bình Dương, là diễn biến vẫn rất phức tạp. Và nếu không được tập trung kiểm soát thật tốt, thì dễ dẫn tới hệ thống y tế bị quá tải. Thế thì bây giờ, cái chiến lược chung của cả nước mình không giống nhau được hết. Cái khu vực đang kiểm soát tốt, chúng ta phải kiên trì cái chiến lược như từ trước nay vẫn là. Đấy là ngăn chặn, truy vết, nó phát hiện rồi, truy vết thật nhanh. Nhưng mà còn đối với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và những khu mà bị nó đã nhiễm cao đậm đặc rồi, thì tôi nói đấy, chúng ta có những cái giải pháp mới, cách làm mới. Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 29.081 ca mắc, tăng 8.904 ca so với tuần trước đó. Số ca mắc trung bình có xu hướng gia tăng liên tục qua từng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 72 chuỗi lây nhiễm ổ dịch trên địa bàn thành phố, trong đó phát hiện thêm một chuỗi lây nhiễm mới tại chợ Cầu Muối, quận 1, có liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức, phát hiện từ hoạt động tầm soát cộng đồng. Đại dịch COVID-19 khiến cho một số chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Trong lúc đó, việc vận chuyển hàng hóa đi các địa phương gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ chậm hơn trước thời điểm dịch bệnh bùng phát. Vì vậy, nông sản Đà Lạt đã liên tục rớt giá, thậm chí là đổ bỏ do không tiêu thụ được. Vậy phải làm gì để giải bài toán này? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại chợ nông sản Đà Lạt, dù sản lượng sụt giảm đến gần 50%, các tiểu thương vẫn đang tiếp tục sơ chế, đóng gói những đơn hàng đã được đặt để vận chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác nhằm cung cấp hàng hóa cho các chợ lẻ và các điểm tập kết trong khu dân cư. Những nỗ lực này nhằm phần nào tìm đầu ra cho nông sản Lâm Đồng và đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho các địa phương khác. Ngồi là tính toán là cũng yêu cầu là cũng trong cái hệ kỳ mùa dịch này mà trong lúc có dịch đó thì cũng cho cái địa điểm nào đó là một ngày chỉ cần một vài xe để cho có cái nguồn hàng mình đi được về để ta tiêu thụ được cho nó rẻ. Chứ mới tình hình mấy ngày hôm qua, hôm kia mà thấy cái vật giá lên dài từ cho dân thì em mình là phải đoàn kết để đừng có bị lây lan nhiều. Tới từng quầy sạp là tuyên truyền bà con là cái biện pháp là 5K, là phải thực hiện cái biện pháp 5K. Đấy, thì tất cả. Rồi là ở cổng thì là cũng để cái sát khuẩn để cho bà con đi qua là sát khuẩn. Nông sản Đà Lạt chủ yếu được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại thành phố này đã gây những tác động xấu đến nông dân Lâm Đồng. Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm các phương tiện đủ điều kiện vận chuyển nông sản đến tận các khu dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh thay vì chợ đầu mối như trước đây, thì các tiểu thương, các doanh nghiệp Đà Lạt tích cực mở rộng thị trường đến các tỉnh lẻ chưa có dịch hoặc dịch bệnh đã được kiểm soát. Rồi em cũng cố gắng
đã nỗ lực mà đi tìm các mối tỉnh lẻ, nhưng mà thực tế ra thì các mối của ai người đó đã giữ hết rồi, thì mối đã có ăn có chịu quanh năm rồi, cho nên là bây giờ mình có tìm thì họ cũng đâu có giúp được, thì bản thân họ cũng phải lo cuộc sống của họ và lo mối của họ, ai cũng có nhu cầu riêng hết, thì bây giờ có cố gắng thì người ta đang cố gắng, bởi thế cho nên là giờ ý là cũng mong sao cho nó hết dịch thôi. Nhằm đồng hành cùng nông dân, ngành chức năng Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ, kết nối các cá nhân đơn vị địa phương cùng chung tay giải cứu các sản phẩm nông nghiệp nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho nông dân. Vận động các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã nông nghiệp mà đã có cái thị trường ổn định thì liên kết với người nông dân để tiêu thụ cái sản phẩm cho nông dân, vận động cho người nông dân là liên kết để sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm công văn để gửi cho các cái đơn vị hội nông dân, các cái cơ sở là tăng cường hỗ trợ ngay trong địa bàn trong tỉnh để tiêu thụ giúp các cái sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, cũng như là tiêu thụ giúp các cái sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh bạn. Đối với trung tâm hoạt động của hội nông dân thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái trung tâm kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân. Thường xuyên nắm bắt cái tình hình sản xuất, đặc biệt là cái sản lượng nông sản tại các thời điểm, để có cái phối hợp với các cái địa phương, các doanh nghiệp, các hợp tác xã làm sao mà tiêu thụ hết nông sản cho người nông dân, đồng thời là liên kết với lại phối hợp với các cái sở nông nghiệp một số tỉnh để chúng ta có cái giải quyết tốt cái đầu ra, cũng như phối hợp với sở công thương để tìm cái đầu ra cho nông sản. Khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 là điều khó tránh khỏi, nhưng Lâm Đồng vẫn đang kiên trì thực hiện song song hai mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Du lịch hè vốn được kỳ vọng là cú hích cho ngành du lịch nội địa sau gần 2 năm ròng rã chiến đấu với COVID-19. Thế nhưng đợt bùng phát dịch lần thứ tư này đang tước đi cơ hội đó. Lượng khách hoãn hủy tour du lịch lên đến 80-90% trong tháng 5 và tháng 6 năm nay. Theo Sở Du lịch TP.HCM, chỉ còn khoảng hơn một nửa số doanh nghiệp lữ hành là còn đang hoạt động cầm chừng tại TP.HCM sau 5 tháng đầu năm. Hơn một tháng nay, khi làn sóng dịch thứ tư bùng phát, công ty du lịch Việt Mỹ vẫn đang phải gồng gánh và tìm cách xoay việc để giữ chân lực lượng lao động. Chưa bao giờ doanh nghiệp này rơi vào tình cảnh như vậy. Tuy nhiên, công ty vẫn đang hoạt động theo cách riêng để chống đứt gãy kinh doanh. Công ty cũng đổi rất là nhiều mô hình. Nào là các bạn làm ở công ty du lịch, thì do là công ty du lịch chúng tôi là trực thuộc tập đoàn Việt Mỹ, nên là sẽ chuyển sang làm những cái bộ phận khác như là hỗ trợ là trợ giảng ở trung tâm Anh Văn, hoặc là làm khẩu trang. Một trong những cái đơn vị đầu tiên là tiến hành hỗ trợ cũng như là cung cấp những cái dịch vụ cho cái Việt kiều ở nước ngoài trở lại Việt Nam. Một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nhất qua 4 đợt dịch COVID-19 là du lịch. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, có tới 90% doanh nghiệp du lịch không hoạt động, 10% chỉ hoạt động cầm chừng. Xây dựng kịch bản sống chung với dịch là giải pháp tạm thời của nhiều đơn vị lữ hành tại TP.HCM. Bên cạnh nỗ lực của ngành du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, thì nhiều đơn vị cho biết chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 chỉ giúp ích được phần thứ yếu. Điều doanh nghiệp mong mỏi để cứu được dòng tiền là nhanh chóng được miễn, giảm một phần các loại chi phí như tiền thuê đất sẽ có ý nghĩa rất lớn trong thời điểm này. Nên chăng xem xét lại có cái giảm giá đất, giảm giá thuê nhà cho anh em, cho các doanh nghiệp đỡ nặng nề. Hàng tháng bây giờ trước dịch vẫn thế, sau dịch vẫn thế, trong dịch vẫn thế, cứ đúng ngày đó tháng đó là phải nộp, chịu không nổi luôn thì có dòng doanh thu đâu mà nộp. Thì chúng tôi cho rằng là khách sạn bây giờ các anh chị đều thấy đèn tối hui, các doanh nghiệp du lịch thì đóng lữ hành đóng cửa rồi, thì chúng ta phải xem lại nên chăng là chúng ta miễn giảm cái tiền thuê đất này đi, và với cái phương châm là kịp thời nhanh chóng và với cái tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp là trên hết. Tôi xin nhắc lại cái việc đó, chứ không phải đợi là cái đợt số 4 này, cái đợt thứ tư này nó lắng xuống và lúc đó mới vội vàng đi giải quyết những khó khăn, thì điều đó là không còn ý nghĩa nữa. Thông tin về việc đề xuất chính phủ cho phép kéo dài thời gian hoặc tạm dừng đóng các khoản phí chưa cần thiết, kéo dài thời gian áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp du lịch đến hết năm 2021 như một phao cứu cánh cho các doanh nghiệp du lịch vượt qua đợt dịch lần thứ tư này.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công điện yêu cầu thủ trưởng, giám đốc các sở ngành của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 trên địa bàn toàn thành phố, bao gồm yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với các cơ quan công sở của thành phố và trung ương đóng trên địa bàn, các công ty doanh nghiệp, tập đoàn bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca. Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại, tổ chức lại các hoạt động vận tải, đảm bảo giao thương, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu và phục vụ sản xuất, đảm bảo theo yêu cầu phòng chống dịch của thành phố, giảm 50% công suất hoạt động và 50% số ghế trên phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, không ngăn sông cấm chợ, tạm thời không tổ chức đám cưới. Đám tang tổ chức không quá 30 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt. Việc tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương trên địa bàn do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương quyết định.